Ngọc Thơ Thời báo chấm đi kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin độ trung thực và tính khả thi trong lời kêu gọi của Chủ tịch nước đến đâu. Ngày 2 tháng 10, AFA tiếng Việt có bài Nhà văn có thể trung thực và quả cảm nói về mặt xấu của xã hội theo lời kêu gọi của Chủ tịch nước. Lời kêu gọi trên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra tại Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Hải Phòng ngày 30 tháng 9. AFA dẫn lời một người hoạt động ở Hà Nội nói, phát biểu của Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng với thực tế xã hội hiện nay. Việc ông ta kêu gọi nhân dân và đất nước cần những tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực cũng hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, người này cho rằng ông Chủ tịch nước không dám thừa nhận Đảng Cộng sản chính là thủ phạm và phải chịu trách nhiệm về những xấu xa kể trên. Hình ảnh bài trên AFA. Về tính khả thi của lời kêu gọi này, AFA dẫn lời nhà thơ Hoàng Thụy Hưng, tức Hoàng Hưng, một cựu tù nhân lương tâm, thành viên ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập, cho rằng người dân nghi ngờ, cho đó là lời nói suông vì những tác phẩm dám làm như ông Thưởng nói thì thường là hay gặp rất nhiều trắc trở, ví dụ như không được xuất bản hay xuất bản rồi thì bị thu hồi. Tôi cho rằng có một sự kiện chính trị rất lớn, đó chính là việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trực tiếp ký kết với ông Tổng Bí thư quyết định đưa quan hệ Việt Mỹ lên tầm cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Chắc chắn việc này sẽ chi phối rất nhiều trong hoạt động xã hội. Ông Hoàng Hưng cho rằng đây có thể là một tín hiệu thể hiện rằng những người lãnh đạo Đảng Cộng sản đang muốn thăm dò để có một cung cách mới quản lý xã hội. Điều đó chứng tỏ xu thế muốn đối thoại, dân chủ hóa và mở rộng có trong Đảng, nhưng gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của lực lượng bảo thủ. Và hiện tại lực lượng bảo thủ trong đảng vẫn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, nhà thơ Hoàng Hưng nói trong phát biểu của ông Thưởng có rất nhiều mâu thuẫn. Đó là để đấu tranh với cái xấu, cái đi ngược với xu thế thời đại thì cần dân chủ hóa, trong khi đảng luôn khẳng định là phải độc quyền lãnh đạo và tiến tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa theo đúng đường lối Marx Lenin. Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các nhà văn lão thành hôm 30 tháng 9. AFA dẫn lời bình luận của bà Đặng Thị Huệ, một nhà hoạt động chống bót bẩn, nói tiếng nói trung thực quả cảm là bị coi phản động và dễ vào tù như chơi. Bản thân tôi bị lừa một lần rồi, tôi bị ngồi tù vì tin vào lời chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dân tộc Việt Nam đã ăn quá nhiều quả lừa, bây giờ không còn ai nghe và tin những lời nói hay hứa hẹn của lãnh đạo Cộng sản. Nếu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực sự muốn người dân có niềm tin để có thể cất tiếng nói trung thực và quả cảm, thì với cương vị chủ tịch nước, ông hãy tìm cách hủy bỏ ngay các điều luật 331 và 117. AFA dẫn lời một nhà văn quân đội kỳ cựu nói, tôi thấy đã nhiều năm nay, nhất là từ khi có mạng Internet và các blog và những tờ báo lê dân, nhất là những năm nay có Facebook, thì xã hội không hề thiếu những tiếng nói trung thực và quả cảm. Thế nhưng, những tiếng nói đó đã được ai nhân danh đất nước lắng nghe cho đâu? Đã vậy, những người trung thực và quả cảm như anh Trần Huỳnh Duy Thức thì bị kết án 17 năm tù, cụ Lê Đình Kình còn bị giết hại một cách dã man. Trong khi hàng trăm người khác cũng trung thực, quả cảm thì đang bị giam cầm bởi các mức án nặng nhẹ. Theo thống kê của AFA, Việt Nam hiện có ít nhất 65 người đang bị giam giữ vì tuyên truyền chống nhà nước và 40 người vì lợi dụng quyền tự do dân chủ, vì những bài viết trên mạng xã hội nói lên hiện trạng đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin độ trung thực và tính khả thi trong lời kêu gọi của Chủ tịch nước đến đâu. Vì sao Bộ Giáo dục muốn hợp thức hóa cho các loại văn bằng kém chất lượng? Ngày 28 tháng 9, trên trang Facebook Đỗ Duy Ngọc có bài Tiến sĩ thời nay. Tác giả cho biết hồi mới lớn, ham học, nên cứ nhìn thấy mấy thầy có bằng tiến sĩ, nhất là bằng học từ nước ngoài về, thì lấy làm ngưỡng mộ và khâm phục lắm. Quyết tâm học hành để mong có được cái bằng như thế, dù biết rằng đấy là việc không dễ dàng gì, phải tốn nhiều công sức. Mà thật sự hồi ấy thầy nào cũng quá giỏi, kiến thức đầy mình, phong thái đỉnh đạt, ăn nói rất hay, câu nào ra câu nấy, chữ nào ra chữ nấy. Kể cả các thầy có bằng cấp không được cao, nhưng kiến thức thì đầy ắp. Hình ảnh status trên trang cá nhân Đỗ Duy Ngọc. Tác giả nhận xét, người có bằng cấp cao cũng giỏi, người dù chỉ là học giả, là nhà nghiên cứu, nhưng kiến thức thì không chê vào đâu được.
Với đội ngũ giáo sư như thế, nên bằng cấp tốt nghiệp được toàn thế giới công nhận, đương nhiên được học tiếp lên cao khi ra nước ngoài. Sinh viên hồi đó khi ra trường dễ dàng khi đi xin việc và thường được trọng dụng ở những vị trí cao. Lúc ấy mà học cao học 1, cao học 2, chuẩn bị học tiến sĩ là oai ngất trời rồi, và số lượng thì cũng hiếm hoi. Tác giả bình luận, thời nay, người có bằng tiến sĩ đông như quân nguyên, đa số là cán bộ, làm lãnh đạo ai cũng có bằng tiến sĩ. Không biết các ông ấy học từ lúc nào. Nhiều lúc suy nghĩ, các ông ấy lo việc quan, việc nước ngập đầu, hồi hộp liên miên, lấy đâu ra thời gian mà học nhỉ? Thế là dùng quyền lực để có bằng thôi. Chưa có quyền thì ghi tên vào mấy cái lò ấp tiến sĩ của viện này, viện kia, cứ nộp đủ tiền là có bằng ngay. Hình ảnh Bộ Giáo dục cũng bất lực với các lò ấp tiến sĩ. Tác giả đánh giá, cũng chẳng mấy người làm nghiên cứu và giảng dạy. Tiến sĩ về đến cấp huyện, cấp phường, ở đâu cũng thấy tiến sĩ. Trình độ không cao, ngay trong ngành nghề của mình. Các tiến sĩ thời này cũng ú ớ, u u cà cà. Đúng là thời kỳ loạn tiến sĩ. Giờ đây tác giả cho hay, nhà nước lại công nhận loại du học ngắn ngày bằng tiến sĩ, thạc sĩ học từ xa. Trích dẫn truyền thông nhà nước cho hay, dự thảo quy định về việc công nhận các văn bằng du học ngắn ngày, đào tạo từ xa đang được lấy ý kiến. Tác giả cảm thán, ôi trời ơi, học chuyên tu, học chính quy, còn chưa bằng ai, giờ công nhận kiểu này, thử hỏi nền giáo dục của ta đi về đâu. Mà không hiểu nhà nước này phòng cho lắm tiến sĩ để làm gì, chỉ là công chức, cỡ ấy mà đi dạy học thì lòi ra cái ngu cái dốt liền, sinh viên cười vuốt mặt không kịp đấy. Hình ảnh truyền thông nhà nước loan tin về vụ công nhận bằng do du học trực tiếp, du học từ xa có được. Tác giả nhận định Việt Nam có lẽ là đất nước có đội ngũ công chức có nhiều bằng tiến sĩ nhất trên thế giới, mà giờ nghe ông nào giới thiệu là tiến sĩ thì trong dạ đã dấy lên nghi ngờ, không phục. Tiến sĩ bây giờ mua được bằng tiền và quyền lực nên chẳng cần kiến thức, chẳng cần phải học. Tác giả mỉa mai, tiến sĩ không làm được công trình nào cho ra hồn. Luận án thì quẩn quanh những đề tài, nghe qua đã thấy tức cười. Rất nhiều phát minh sáng tạo được làm nên từ bàn tay của người thợ, của người nông dân, chẳng thấy mấy công trình của tiến sĩ. Muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi, mà thầy như thế này thì thua. Và tác giả kết luận, cứ cái đà phong cho lắm tiến sĩ kiểu này, giáo dục đi xuống dốc là điều tất yếu. Nhiều năm qua, các trường đại học trong nước liên kết với một số đại học Philippines tổ chức các lớp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ do Đại học Philippines cấp bằng. Phần lớn thời gian học viên tự học, mỗi tháng một vài ngày sang Hồng Kông, Thái Lan hay Malaysia học trực tiếp. Các dạng văn bằng này trước đây không được công nhận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Vì sao Bộ Giáo dục muốn hợp thức hóa cho các loại văn bằng kém chất lượng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d.